Những ngày qua, Đoàn viên thanh niên phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ hào hứng thực hiện chương trình Đoàn viên thanh niên hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nhằm hưởng ứng chủ đề Tuổi trẻ Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số do Thành đoàn Đà Nẵng phát động. Ngày thứ bảy tình nguyện, từng nhóm tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên đoàn phường Hòa Phát chia nhau đến từng hộ dân trên địa bàn phường để giới thiệu tiện ích, hướng dẫn và hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của các bạn đã giúp người dân nắm bắt và hiểu rõ hơn về tiện ích này. Trước đây đã nghe nói về chuyển đổi số cũng như về mã định danh điện tử, nhưng chưa có thời gian đăng ký. Hôm nay được các bạn đoàn viên đến hướng dẫn rất nhiệt tình, tôi thấy rất thuận tiện. Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban Nhân dân phường Hòa Phát, các bạn đoàn viên thanh niên cũng đã tích cực hỗ trợ công dân đăng ký tài khoản công dân điện tử và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh trực tiếp hỗ trợ người dân, các bạn cũng hướng dẫn công dân thực hiện thông qua tờ rơi do Ủy ban Nhân dân phường và quận ban hành, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thực hiện đăng ký tài khoản công dân điện tử và tiếp cận sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Khi mà trong những ngày vừa qua em được đồng hành cùng với người dân trong cái việc là đăng ký tạo tài khoản cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến này, cũng như là hướng dẫn các cô, các chú, các anh, các chị làm các cái thủ tục hành chính ở trên đây, thì em thấy rằng là tiết kiệm cho mọi người rất là nhiều. Chương trình này sẽ được đoàn phường duy trì vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, đồng thời tăng cường vào các ngày thứ bảy theo mô hình thứ bảy tình nguyện. Hưởng ứng hoạt động cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến của thành đoàn phát động, thì hiện nay đoàn phường thực hiện khá tốt về vấn đề này. Thì sắp tới thì đoàn phường cũng sẽ triển khai tiếp tục trong lực lượng đoàn viên thanh niên, đặc biệt là sẽ nâng cao hơn nữa cái vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng. Đoàn phường hy vọng chương trình này sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ công dân có tài khoản công dân điện tử, nâng cao số lượng hồ sơ nộp qua hình thức trực tuyến ở những thủ tục đã được cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết Ủy ban Nhân dân phường.